Hoàng Nam Ô Tô xin kính chào quý khách. Hôm nay chúng tôi có về một chiếc xe Mazda 3 đời bao nhiêu? 2004. Đời 2004. Mazda 3 đời 2004. Máy 1.6. Động cơ 1.6. Là xe bây giờ mình sẽ đi quanh cái dàn vỏ đồ để xem, thứ nhất là xem vòng vòng cái ngoại hình chiếc xe, thứ hai là xem dàn vỏ lốp, rồi chúng ta sẽ vào xem nội thất rồi lại máy móc như thế nào các bạn nha. Rồi nội thất vòng bên ngoài thì em nó nhìn quá mướt luôn. Em ơi, cho anh hỏi cái là ngày nay anh quay chiếc xe này thì anh gặp em là chủ shop Hoàng Nam. Dạ. Như vậy thì cái chiếc xe này em định bán cái giá khoảng bao nhiêu tiền? Khoảng 199 triệu anh. 199 triệu hả? Dạ. Rồi anh sẽ, cái này là nếu mà các bạn nào mà có nhu cầu mà muốn mua chiếc này thì hãy vào trong phần mô tả của video. Bấm về phía bên phải của tiêu đề có một cái mũi tên xuống thì sẽ thấy là ở dưới có phần mô tả về cửa hàng bán cũng như số điện thoại. Nếu mà mình ghi là đã bán rồi ở trong đó là có nghĩa là chiếc xe đã bán rồi các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi một vòng để xem. Đẹp quá. Đây là một vòng cái ngoại thất của nó. Em ơi, cho anh hỏi này tí, như cái vỏ lốp này thì nó còn khoảng bao nhiêu phần trăm? Vỏ lốp này còn 70%. 70%. Chỉ có một cái vỏ bên kia là mình thay cái vỏ số cua. Đang vá vỏ kia. Đúng rồi, đúng rồi. Là nó là vỏ lốp là còn 90%. Dạ, đúng rồi. Hết. Cái này nó sử dụng thắng đĩa hả em? Thắng đĩa anh. Bên này đĩa. Hai tháng trước là thắng đĩa. Đúng rồi. Tháng sau là thắng đùm hay thắng đĩa? Đùng. Tháng sau đùm. Rất là đẹp ha. Như cái xe này như mình chạy như vậy thì 100 km nó khoảng bao nhiêu lít xăng em? Nó khoảng 7 lít đây. 7 lít hả? Dạ, 7 lít xăng. Động cơ 1.6, 7 lít xăng. Em có thể mở cái cửa lên anh xem sơ qua động cơ được không? Cái này nó có bao giờ hết đời không em? Không anh. Dòng này là dòng du lịch. Cái máy này nó xài bằng hộp điện, phun xăng điện tử. Đây là cái cửa ga, là cửa gió. Cái cửa ga gió. Dây cô ra. Cái xe nào cũng vậy. Đây, về cái phần đằng trước đầu này thì chúng ta thấy rồi, nó còn rất là nghiêm chỉnh, là nó không có một cái vấn đề gì các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta có thể vào trong cái phần nội thất của xe được không? Xe còn máy lạnh đồ tốt quá chứ em? Ok anh. Rất lạnh à? Máy lạnh, rất lạnh. Rồi, đóng lại em. Rồi, chúng ta xem cái phần nội thất phía sau nha. Đây, chúng ta đi chơi chúng ta có thể kéo cửa ra, kéo ghế để mà nằm nghỉ được. Đây, đây là phần nội thất phía sau. Ủa sao mình không có bọc cái da yên 3D đồ lại em? Cái này nó đang còn đẹp anh, còn rin còn đẹp. Còn rin đẹp để lại. Cái này nó về nó được trang bị túi khí cũng như là gì không em? Có túi khí anh. Túi khí. Bên tay tại bên, bên vô lăng túi khí. Vô lăng túi hai túi khí là bản đủ à? Bản đủ, có loa nhạc đồ hát ngon lành hả? Cái loa to vậy chắc súp nó lớn lắm hả? Mày hát nghe âm thanh là tuyệt vời. Thôi bây giờ mình vào trong này, em có thể chạy một vòng. Km hả? Là nó chạy tổng thể cái xe này đó. Đúng rồi, chạy từ ngày mua đến giờ. Từ ngày mua tới giờ là 197.000.
793 km chạy 10 vòng Hà Nội à. Cứ đi lung tung đây Sài Gòn. Không ý là cái không ý là nếu mà tính ra là chạy được 10 vòng Hà Nội rồi hả? Dạ đúng. À cái máy này nó xài sử dụng những đồng hồ đẹp quá ha. Cái xe này nó chưa chạy dịch vụ, thường thường xe mà chạy dịch vụ là nếu mà chạy taxi là nó khoan lỗ. Khoan những cái lỗ để đặt đồng hồ rồi trên này. Cái này là hàng gia đình. À hàng gia đình. Không có taxi ngày nào cả. À trên này là cái nói chung về cái trần thì còn quá đẹp ha. Tại vì nó nhờ cái bọc cái ni lông nè. À có gương đồ nữa. Cho phụ nữ trang điểm nữa. Rồi. Cái này nó không có cái camera lùi vậy đó. Camera lùi mình chưa có gắn đấy. À không không có gắn hả? Nguyên bản mình chưa có gắn. À nguyên bản chưa gắn. Đây này. Chế đây mà cái đầu. Ủa? Cái này là cái gì đây? Cái này là mình cái sưởi cái này cái à để nó xông hương á hả? Mình xông hương đó. Xông cái hương thơm đúng hả? Rồi, à mình bật vô. Mình à mình bật xong. Vô là xong. À mình bấm mình bắt con bắn ở đây. Đó xong à. Đổ dầu vào đây là nó thơm. À nó thơm. À. Thơm mình muốn loại gì thì ấy loại đó. À. Rồi em có thể chạy thử à, máy lạnh bật lên coi thử coi. Máy lạnh. Ok. Rồi. Ồ nó mau mát dữ vậy ta. Cái này nó còn mát lên lắm. Cái là nó mát liền hả? Nó mạnh ghê. Ui giờ khiếp chưa? Nói chung cái cửa gió này mà càng lớn chừng nào là càng mạnh chừng nấy, càng lạnh chừng nấy. Rồi, làm vòng thử coi em coi vô số xiết đồ nó mạnh không? Cái này là thắng tay. Này là thắng tay. Số nó mấy số ta? Số nó 5 số. 5 số nó là số sàn. Dạ số sàn. 5 số tới, 1 số ve. Rồi, có vô số ve thử coi còn em không? Phía sau rồi em đâu à vô số ve đồ rất là êm ha. Đấy, okay. Em học lái xe lâu chưa? Chắc được 2 năm rồi. 2 năm rồi hả? Dạ. À đó. Rồi tới coi em à. Quá chất ha. Ui có thằng con nít chạy kìa. Không sao mà em vẫn chạy xe này đạp lắm. Cái này mà ngồi lên chạy này giống tay lái đồ là coi như không có nhúc nhích không rơ chút luôn hả? Chút nào hết đó. À ồ đánh qua một phát một là nó ngọt ha. À buông coi về giữa không? À ôi quá ok luôn. Quá tốt. Chuẩn. Quá chuẩn. Giờ sao? Ngon lắm anh. Quá ngon luôn. Bây giờ mình đi về hả? Hay gì? Bây giờ mình mở cốp cho người ta xem cốp đằng sau. À, cốp sau hả? À. Rồi rồi. Đây, cốp là còn đẹp lắm. Wow, cái cốp này đựng đồ tha hồ luôn ha. Chui hai người vô nằm trong này được. Được. Hả? Cái này mới bọc hả? Rin theo xe. À rin theo xe luôn hả? Nó nỉ này rin theo xe nó mới được như vậy nè. Ừ. Đồ mình đi đi đâu thì mình nhét đồ vào đây. À. Đồ đèn. À. Rin thế này. À. Cửa là không có bị dập như nào nhé. À. Cao su rồi nguyên zin luôn hả? À. Chỉ là zin thế nhá. À. À. Bốn cửa nhá. Bốn cửa đây nha anh. À. Nói chung xe này chạy thì cũng còn giữ tốt đấy. Cái này còn đẹp ấy. À. 199 triệu mà chạy chiếc này thì à, quá đẹp, mắt ra. Cái môi một thời là nó có một cái model là môi của Mazda nè. Rồi. Mazda 3. Mazda 3. Màu trắng này chạy chơi chạy dịch vụ đi đâu chở cô dâu cũng được. À, cô dâu rồi cắm hoa rồi anten trên hả? Ừ, anten trên. Ừ. Con này tháo mất cái cần. À. Đi nhiều khi nó vướng nên mình tháo. Bây giờ người ta hay gắn anten cá mập rồi đó. Dạ dạ. À. Rồi. Anh chị này sẽ sản xuất ra loại anten cá sấu. Dạ. Thôi chúng ta cùng dạ, đi lên ghé lên shop Honda mình mua chiếc xe mình bỏ thử sau cốp coi nó phù hợp. À em mới mua con Sonic. Đâu Sonic đâu? Sonic ở nhà đẹp. À vậy hả?
xe này nhạc dữ lắm, bốc lắm. À, ôi, chàng nhạc đồ đây luôn hả? Có súp đồ luôn hả? Thôi đừng mở, thôi đừng mở, đừng mở. Anh mở là anh sợ nó, cái nhạc của nó nói chung nó dễ bị dính cái bản quyền của cái nhạc. Ồ, quá chất ha. Xe này đi thì đường xa thì yên tâm. À. Xe còn rất là ok, máy lạnh máy liếc là còn ngon. Ngon lành ha. Ngon lành hết. 200. Không có sợ vấn đề gì cả. Rồi. Tính ra ô tô giờ dễ mua quá. Dạ, bây giờ rẻ lắm anh, mấy chục triệu cũng có. À, mấy chục cũng nhiều có. Loại lắm. Dạ. Trăm mấy là ngon rồi. Dạ, dạ. Rồi. Cảm ơn em nha, để anh cho số điện thoại. Nói chung bữa nay mình test chiếc xe vậy là quá ok. Để anh gắn số điện thoại đồ lên cho anh em họ mua, có anh em có nhu cầu thì mua ha. Dạ, dạ, rồi. Dạ, dạ.